Rồi chào anh em nha. Nhận được rất là nhiều cái phản hồi cũng như là góp ý từ anh em thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và tập hợp cái LED L4 mình mới nhập về đây. L4 XML2 XPL. Còn XML2 mình đang lắp trên xe. Thì hôm nay mình quy hợp XPL nha. Rồi, trên hình là XPL. Đây. Sử dụng chip LED XPL. Dây chống cháy. Đó, nhìn rất là sắc sảo đúng không ạ? Chống cháy là sao các bạn? Chống cháy là đốt không cháy các bạn nha. Rồi mình thử luôn. Rất là nhiều bạn kêu là chống cháy thì thử đốt thử coi, nhưng mà đốt mình đốt luôn cho các bạn coi. Chống cháy là sao? Đốt không cháy đó, và tức là cái dây này chịu nhiệt, chịu được nhiệt bao nhiêu các bạn nha. Nhìn nè, đó hoàn toàn bình thường. Rồi các bạn hình dung chưa? Đó, đốt không có cháy các bạn nha. Đây hoàn toàn bình thường. Rồi, hôm nay bây giờ mình sẽ thử cái độ sáng của XML2 và XPL. Trên hình của anh em á là đây là XML2 nè. Đó, XML2 mình đang gắn trên xe, được chưa? Thì hôm nay mình sẽ thử cái độ sáng của XPL và XML2. Và mình cũng nói luôn với các bạn á là XML2 á là ánh sáng tỏa, còn XPL là ánh sáng gom. Đây, XPL. Này hơi chói đó. Anh nhìn thấy không? Rồi, ok. Bây giờ lại ánh sáng của XML2. Rồi anh em thấy không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng của XPL. Bây giờ mình sẽ test lại cái ánh sáng của XML2 các bạn nha. Rồi ok chưa? Và bây giờ là ánh sáng của XPL. Rồi trên hình các bạn là XPL gom hơn đúng không ạ? Rồi rồi bây giờ mình thử lại cái XML2 nha. Rồi như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em cái LED chip LED XML2 đây. Đó, chip LED vuông rất là sắc nét đúng không ạ? Và bây giờ mình mở bên trong ra thì coi có những gì nha. Rồi sau khi mình mở bên trong ra thì các bạn thấy này, cái bo mạch của XPL là màu đen và chó này là chó rời, có thể tháo rời chứ không phải gắn như liền cho mặt như cái chó kia các bạn nhé. Đây chip LED của nó này. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, có ran cao su đầu hàng nha. Đây, một cái ran cao su. Đó, ran cao su. Và trên
kính này cũng là có một cái cao su đây, thấy chưa? Rồi à, hiện tại thì mình đang cung cấp cái mẫu led này luôn. Nếu anh em nào đam mê mà muốn lắp đặt thì liên hệ cho mình nha. Rồi hàng chất lượng các bạn nha, dây chống cháy đồng hoàng. Đây mình đốt lại cho các bạn xem. Đây đốt đốt đây đây. Chống cháy là đốt không có cháy các bạn nha. Nè các bạn nhìn thấy đen đen, nhưng khi mình phủi xong là nó bình thường này. Được chưa? Càng hình dung chưa? Rồi à, vừa rồi là mình đã review cho anh em cái chip led XML2 bên mình mới và XPL bên mình vừa mới nhập về và chuẩn bị mình lắp trên xe. Mình nhập 3 cây, đây một cây nữa nè. Khi các bạn mua về thì nó như vậy, nó lập hộp luôn các bạn nha. Đó có tem bảo hành đồng hoàng. Cái sản phẩm này mình bảo hành cho các bạn 1 năm trên toàn quốc các bạn nhé. Đó chip led rất là nhìn rất là sắc nét đúng không ạ? Dây chống cháy các bạn nha, dây chống cháy mà nói rồi vừa là bên đốt cho các bạn thấy đó. Và trên dây nó có in chữ này rất là rõ nè. Đó các bạn thấy không? Đó in chữ. Đó chip led nhìn rất là sắc nét. Ok chưa? Rồi thì đối với cái mẫu này thì mình đang cung cấp trên thị trường là giá trên 1 triệu. Anh em nào muốn lấy thì liên hệ cho mình nha, mình ship hàng tận nơi về cho các bạn. Rồi quay đeo cũng quay đeo này thì cũng mong muốn là giúp các bạn phân biệt được cái LN4 thật với LN4 fake, và cái nào là XML2 và cái nào là XPL. Chúc anh em chọn được một cái đèn tốt cho mình nha. Rồi anh em nào cần đèn thì cứ liên hệ cho mình sẽ ship cho anh em tận nhà luôn, và bảo đảm là giá cạnh tranh với thị trường luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nhớ đăng ký kênh like và share cho mọi người cùng biết nha. Rồi chào tạm biệt. Bây giờ là cũng khá là khuya rồi, mình tranh thủ làm video để cho anh em tham khảo mọi người nha. Bây giờ là 23:41 rồi các bạn, 23:41 nè, mình tranh thủ làm video cho các bạn. Rồi cảm ơn, chào chào tạm biệt các mọi người.